Con thấy trong bảng xin quyên góp tượng Phật vì hòa bình có ghi người quyên góp sẽ được công đức vô lượng cho bản thân, tức là công đức rất lớn, không thể đếm, không thể nghĩ bàn gì được. Vậy công đức đó có phải là công đức thật không hay chỉ là nhân hữu lậu? Vậy nên, nếu vậy thì sao lại nói là công đức vô lượng vô biên? Có phải là mình đang nói không đúng sự thật không? Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà các tổ Phật hoặc các tổ gì, các tổ giải nghi phá mê cho gì, cho đối phương. Chúng ta thấy ở trên thế gian này có duy nhất có một trường hợp gì, Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma trong cái gì hoàn cảnh đối đáp ấy như vậy, đúng không? Còn nếu mà các bạn tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, các bạn thấy có một phẩm gọi là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nói về công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Ngài á, cái nhân tu của Ngài là gì? Chuyên đi cúng giảng, chuyên cúng giảng. Ngài á, đi cúng giảng thì khi các Đức Phật nào thành Phật á, Ngài cũng phát nguyện trở thành một Phật tử tại gia rất là giàu có, giống như trưởng giả Cốc Cô Độc ấy, để đi cúng giảng các Đức Phật đấy. Và đặc biệt thì Đức Phật nào và các vị Thánh Tăng nào này cũng cúng bằng cái gì? Dùng cái bát báu bằng gì? Bằng vàng, rất là quý để cúng giảng các Đức Phật đấy. Và cái nhân, một cái đời khi mà cái nhân cúng giảng của Ngài viên mãn, và Ngài được Đức Phật đấy thọ ký cho một cái tên là gì? Diệu Âm Bồ Tát. Và Ngài ở bên cạnh cái Đức Phật đấy và trở thành vị thượng thủ Bồ Tát gì? Lớn nhất trong thế giới ấy. Và Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa nói rằng sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn và Bồ Tát Diệu Âm sẽ kế tiếp Đức Phật đấy thành Phật ở thế giới ấy, và tên là gì? Là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm Như Lai. Chúng ta thấy cái nhân tu gì, chỉ có cúng dường gì, chỉ có cúng dường bằng gì, ẩm thực, bằng đồ dùng cá nhân, rồi bằng gì vân vân hàng ngày thôi, mà công đức của vị Bồ Tát đấy trở được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh tướng hảo như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Và đặc biệt sau này gì, vị đó nhờ cái nhân tu cúng dường ấy, Đức Phật Thích Ca nói rằng vị này chưa dừng lại đó mà còn cúng dường gì vô lượng các Đức Phật về sau nữa. Khi mà viên mãn công đức, vị sẽ thành Phật, hiệu là gì? Là Diệu Âm Như Lai, thành tựu thành Phật và tuổi thọ gì đến vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Chúng ta thấy không? Chứ không phải là chúng ta công đức làm chùa tô tượng đức chuông là không có công đức, có công đức. Nhưng mà cái công đức nó tùy theo, nếu mà chúng ta làm mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì cái đó là gì? Là công đức chân thật. Còn chúng ta cúng dường mà cầu gì? Cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu, cho con được giàu có, cho con được gì, trường thọ, cho con được mua may bán đắt, gặp nhiều cái này cái nọ trong cuộc sống này vân vân, thì cái đó gì là được phúc đức. Cúng dường cầu nguyện như vậy cho bản thân mình như vậy thì sẽ được phúc đức. Còn cúng dường mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, với vô thượng Bồ Đề làm sao nguyện là gì? Ví dụ cái tượng Phật ngọc mà thầy nói này, thầy đang phát động này, chúng ta biết một cái pho tượng to xây dựng lên sừng sững như là gì, như tôn tượng chùa chúng ta đang làm này, cao 6-70 mét như vậy. Nếu mà chỉ có cái vỏ nhìn bên ngoài là pho tượng, vào ở bên trong á là gì, là 6 là 4 là hay là 8 hoặc là 6 vách tường như vậy, chẳng có một cái gì bên trong, trống không như vậy, xù xì sần sùi bên trong như vậy, chúng ta ở bên ngoài chúng ta nhìn thì thấy thật là gì, ồ đẹp thay, đáng kính thay. Và chúng ta gì, chúng ta lễ xuống, cúi xuống vào với tâm chân thành. Đi vào bên trong thấy thì bốn bức tường không có một cái gì cả, trống không, thậm chí là gì, trong đó rất là bẩn, bụi bám đầy, không chát, không chít, không gì cả. Tâm chân thành của chúng ta mới chỉ một vài phút trước đây ở bên ngoài, nay vào trong nhìn thấy bên trong bẩn thỉu và gì, không có cái gì, trống không, bốn bức tường như vậy, giảm xuống gì 50%, thậm chí thấy không thấy quét dọn đầy bụi bẩn nữa, giảm xuống gì 90%, thậm chí còn giảm hơn nữa các bạn. Nhưng chúng ta vào trong đó thấy gì, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, nhìn bên ngoài trang nghiêm, nhìn bên trong gì, bên trong cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh, nhìn góc nào cũng có tượng Phật, nơi nào cũng gì, cũng có điện sáng, cũng có bát hương, cũng có tượng Phật, cũng có ban thờ vân vân, rất là trang nghiêm. Đi tầng 1 cũng phải tầng 2, tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lên đến tầng 10 là tầng cao nhất, là nơi gì, trái tim của Ngài, nơi ấy.
cũng có một pho tượng, nhưng một pho tượng đặc biệt đó là gì? Một pho tượng đặc biệt mà cả đất nước Việt Nam này gì ít nơi có được. Đó là một tôn tượng gì? Bằng ngọc, bằng viên ngọc bích mà chúng ta thì thầy phải cất công sang tận ở bên gì đất nước Canada để đi thỉnh. Ngày xưa thì Đường Tăng thì sang tận Ấn Độ đi thỉnh kinh, thầy thì sang tận đó để đi thỉnh ngọc, đích thân thầy sang. Các bạn biết không, nếu thầy mà không sang á thì nó đem cái gì, cái sự tốn kém và tác hại và vất vả cho các Phật tử rất là nhiều. Với cái khối ngọc ấy ở Việt Nam, thầy hỏi các nhà buôn đá quý ở Việt Nam á, mấy người ở Hà Nội họ chào giá cho thầy cái viên ngọc ấy, các bạn có tính ra biết bao nhiêu tiền không? 24 tấn, một viên đá 24 tấn mà 10 triệu một tấn, các bạn tính ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 10 triệu một cân, xin lỗi, 10 triệu một kg, mà 24 tấn, các bạn tính ra hết bao nhiêu? 10 tấn thì sẽ là bao nhiêu tỷ? Sẽ là 100 tỷ rồi. 20 tấn là 200 tỷ, còn 4 tấn nữa là bao nhiêu? 240 tỷ đồng. Đấy chỉ là mới viên ngọc thô thôi. Thế thì mình làm sao mà với được? Đất nước Việt Nam chúng ta kinh tế thì còn khó khăn, mình cũng, mặc dù mình kính Phật thật, muốn cho là cái nơi cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử có cái chỗ để quy thú, để chiêm ngưỡng, chiêm bái và đỉnh lễ thật. Nhưng mà gì, quá đắt, quá xa xỉ, không thể làm được. Và thầy thì thoái tâm, và nghĩa thôi mình không có cơ hội làm cái điều đó. Nếu khi có các Phật tử thì có con đi du học ở bên đó, và có Phật tử người thân bên đó, thầy gửi cái địa chỉ cho hỏi xem tại sao về Việt Nam nó đắt như thế. Thầy gửi sang bên kia thì các Phật tử chúng ta, con cái các Phật tử, người thân các Phật tử Việt Nam chúng ta đang làm việc ở bên Canada, gọi điện đến công ty hỏi, thì họ trả lời là xuống chỉ còn, họ bảo là 100 đô một kg, tức là xuống chỉ còn có khoảng 2 triệu 3 thôi, đúng không? Từ chỗ 10 triệu về Việt Nam xuống còn có 2 triệu 3. Và cái ông tổng giám đốc ấy, ông nói rằng nếu mà thực sự mà làm tượng Phật, vì cái ông này chính là cái ông đã bán một cái viên ngọc hơn 18 tấn để cho một cái ông Phật tử bên Úc tạo cái pho tượng Đức Phật Thích Ca vì hòa bình thế giới rồi đó. Chính cái xưởng này, chính cái mỏ ngọc này, họ đã bán cái viên ngọc ấy cho cái một cái Phật tử bên Úc và làm cái tạo cái tôn tượng vì hòa bình thế giới mà đi sang triển lãm các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam chúng ta rồi đó. Cho nên ông cũng có tâm, ông hiểu, ông nói là Việt Nam là một đất nước theo Phật giáo. Cho nên nếu thực sự cái viên ngọc này mà làm, đem làm tượng Phật ở Việt Nam thì thực sự thì chúng tôi sẽ giảm giá nữa. Thầy nghe thấy cái tin như vậy cho nên thầy phải làm visa bằng được, thì phải sang tận đấy. Sang tận đấy thì gặp làm việc với người ta trực tiếp, gặp người ta lần đầu người ta không nói chuyện đâu. Hỏi người ta đưa ra xem, người ta cứ thơ lơ mặc xác cho mình xem nữa là xem. Người ta coi những mình khách vãng lai thôi, phải đi xem cho vui thôi. Có thể người ta nhìn thấy thầy còn trẻ quá, mà lại thấy là mấy cái thầy với lại mấy Phật tử Việt Nam ăn mặc thì rất là gì? Đơn giản. Ăn mặc mấy cái các Phật tử, mấy Phật tử toàn mặc quần áo nâu, thầy thì mặc cái quần áo, bộ quần áo nâu cũng gì sờn sờn ra nước ngoài nữa, cho nên người ta nhìn, có thể người ta nghĩ là gì? Sư còn quá trẻ, Phật tử đi theo thì mấy bà già, làm sao mà có đủ tiền để mà mua, có thể thế. Nhưng người ta thì ngày đầu tiên đến người ta gần như không muốn tiếp, đưa ra người ta mở cửa ra cho người ta nhìn, hỏi người ta cũng chẳng muốn trả lời nữa. Cái ngày thứ hai lại hẹn họ đến tiếp, đến ngày thứ hai á thì họ rất chân thành. Và khi tiếp xúc á, thầy có nói với cái tâm nguyện của mình là ở Việt Nam tôi đang làm cái pho tượng nó lớn nhất Đông Nam Á, nhưng mà tôi muốn cái pho tượng ấy nó có linh hồn. Tôi chỉ vào ngực nó, bảo là chỉ vào ngực cái ông chủ tịch, ông tổng đốc ấy, bảo là giống như anh, cơ thể của anh có mạnh khỏe, có tồn tại được là gì? Do trái tim. Trái tim là gì? Là một cái cơ quan ở trong một cái bộ phận trong cơ thể của anh gì? Để dẫn và đưa máu lên nuôi toàn bộ cơ thể của anh, nó rất quan trọng. Và tất cả con người Á Đông của chúng tôi á thì rất gì? Rất chú trọng đến gì? Đến trái tim. Cho nên á, nếu mà anh tạo điều kiện, chúng tôi thì không có nhiều tiền, anh tạo điều kiện, anh phát giá mà chúng tôi thấy thì có thể về vận động nhân dân tín đồ Phật tử ở đất nước tôi mà thỉnh được, thì chúng tôi thỉnh cái viên ngọc này về, chúng tôi tạc một cái pho tượng, chúng tôi thì đem yểm tâm và thờ ở cái tầng cao nhất, ở cái đại tượng, tức là nơi gì, nơi ngực của gì, nơi trái tim của cái pho tượng cao nhất Đông Nam Á đó, để làm cái biểu tượng hòa bình cho gì, cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mình nói như thế mà cái bắt đầu anh gì,
Anh ấy qua phiên dịch một cái, anh ấy rơm rớm nước mắt và anh cảm động. Anh ấy nói là gì? Anh ấy nói là gì? Tôi rất là vui, tôi rất là cảm động. Thầy từ Việt Nam sang đây đã làm đội xa như vậy rồi mà lại gì với cái tâm nguyện như thế thì chúng tôi rất là vui. Và các bạn biết anh ta phát giá thế nào không? Từ chỗ 100 đô một kg, anh ta phát xuống là gì? 400 đô một kg. À, 40 đô một kg, xin lỗi. Đó. Và từ 40 đô một kg, thì thầy thống nhất rồi, thì mấy hôm sau thầy bận thầy đi về trước, không thể ở chờ đấu giá được. Bên đất nước họ phải đấu giá. Chứ không như Việt Nam, chúng ta thích một cái là gì? Viên này để cho tôi, hai bên thỏa thuận với nhau là xong. Bên kia không, vẫn phải ra đấu giá. Và ra đấu giá, thì khi ra đấu giá thì bây giờ lại đấu giá thì mình, cái người Việt Nam của chúng ta là thế, cái tặc tè thêm một bớt hai kiểu thế. Mấy Phật tử bên kia hỏi rằng, thầy ơi, cứ để cho con thì chúng con bỏ thấp đi một chút và thương lượng với nó xem. Thì con thấy nó cũng nhiệt tình cho nên là thương lượng là ừ thì thôi Phật tử bên kia thích làm là làm. Bớt được cho nhân dân, cho tín đồ mình, cho chùa được bao nhiêu thì nhân dân tín đồ Phật tử mình á, đỡ đi gánh nặng bấy nhiêu. Thế các Phật tử bàn nhau thôi thì bỏ rồi 35 thôi. Bỏ 35 xong là lúc đầu ra thì nó không muốn để đâu, xong rồi Phật tử ra là mấy Phật tử cứ thế là lấy Phật ra để nói. Cứ thế nói thầy sang tận đây đấy, thầy thế này, thầy nhiệt tình thế này kia rồi thôi. Các ông rồi để về Việt Nam rồi sau này để làm cái việc tâm linh này á, thì Phật sẽ gì? Sẽ độ cho được mạnh khỏe, làm ăn công ty, phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì nó là một người hiểu Phật rồi cho nên thì nó bàn với nhau xong nó bảo ừ thì thôi, quyết định để cho Việt Nam. Để cái pho, để cái viên ngọc này về Việt Nam, để tạo cái pho tượng để gieo duyên cho tín đồ Phật tử và tăng ni Việt Nam cũng như trên thế giới có duyên về Việt Nam đi du lịch và đến đó chiêm bái. Và chúng ta biết rồi, chốt lại thì từ cái chỗ gì 10 triệu một kg xuống 2 triệu 3 một kg, bây giờ xuống thì chưa đầy 1 triệu một kg. Và chúng ta phát nguyện làm cái điều tất nhiên. Ở đấy là mua tại đấy thôi, còn công chuyển về nữa, còn đóng thuế nữa. Đóng thuế bằng 1/4 các bạn ạ. Về Việt Nam chúng ta đóng thuế bằng 1/4 cái số lượng ngọc ấy. Ở Việt Nam thì có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Nhập cảng hải quan thôi, nhập vào hải quan thôi có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Thầy đang bảo là thôi, chắc là mấy hôm nữa thì kêu Thủ tướng làm cái đơn kính gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính và chỗ sở thuế, chỗ cục thuế là xin là đây là không phải là cái, đây là cái công trình nhập về cái viên ngọc đó về làm công trình tâm linh, làm pho tượng Phật để cầu cho quốc thái dân an, làm cái chỗ sở y cho tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta chiêm bái và tu tập, chứ không phải là làm để kinh doanh. Thì chúng ta thấy ngôi chùa Khai Nguyên là không kinh doanh, không bất cứ kinh doanh cái gì, cơm Phật tử đến ăn không phải trả tiền, xe đến lễ không phải trả tiền vé, đúng không? Không phải trả tiền bất cứ một cái gì cả. Ngôi chùa là của dân xây dựng thì cũng là để phục vụ nhân dân. Đây thực sự là một ngôi chùa gì? Ở miền Bắc chúng ta tìm một ngôi chùa lớn mà đi đến không phải trả bất cứ một phí vé, một phí, một lệ phí gì ạ, kể cả vé tham quan thắng cảnh, vé đỗ xe, rồi ăn cơm, vân vân. Không có đâu. Ít lắm. Một ngôi chùa lớn mà làm được cái điều đó thì ít lắm các vị. Cho nên đây là ngôi chùa của dân. Thực sự như lời bác nói là gì, tôi làm ngôi làm việc là gì, do dân và vì dân. Đã, kiểu nó như thế, thực sự là phải do dân và vì dân. Chúng ta làm bất cứ một cái gì mà nghĩ đến bản thân mình, bây giờ các bạn biết nếu mà hàng năm thầy chỉ cần bán cái giữ cái vé xe thôi, một năm có thể được 1-2 tỷ tiền vé xe, nhưng mà không làm điều đó. Nếu mà cơm á, các bạn tự ăn mà mỗi người thu tiền khoảng 20.000 thôi á, một năm cũng được vài tỷ cái tiền gì ạ, tiền Phật tử ăn cơm ở chùa, nhưng cũng không làm điều đó. Vì sao? Vì tất cả cái ngôi chùa này, từ cái bàn gạch này, từ cái mic thì đang cầm này, từ cái bàn thì đang ngồi, từ cái cốc nước để ở đây, đều là của Đàn Na Tín Thí mang đến đây để cúng dường hết. Vậy tất cả cái gì ở ngôi chùa này, từ những cành cây, từ những cái cây đến gì, hoàn gạch đến những hoàn đá trong ngôi chùa này đều là của gì? Đàn Na Tín Thí thập phương và nhân dân xây dựng lên. Các thầy chỉ là người ở đây để hô hào công đức và gọi là gieo duyên cho mọi người thôi, chứ không phải là của các thầy. Cho nên mình không có quyền để lợi dụng cái việc đó để làm lợi ích cho bản thân. Vì vậy mà phát nguyện làm cái tôn tượng Phật Ngọc ấy, bên ngoài nhìn vào bề ngoài của tôn tượng thì chắc chắn
chúng ta đều phải cúi đầu rồi. Vào bên trong, chúng ta thấy thì trang nghiêm thanh tịnh từ tầng 1 cho đến tầng 10, đến cái nơi cao nhất đó là gì? Nơi có trái tim của Đức Phật. Chúng ta vào đó mà thấy một cái tôn tượng, phải nói là hiếm có, khó gặp, cái gì nó quý, nó hiếm, thì gọi là bảo mà. Tam bảo, thì đây là Phật bảo, thì chúng ta tạo một cái tôn tượng gì? Hiếm có ở Việt Nam. Mà đặc biệt là gì? Không chỉ nó quý ở cái chất lượng, chất liệu, mà còn phải làm gì? Trang nghiêm, đầy đủ cái tướng hảo của Ngài, phải đẹp, phải nhìn vào, phải mọi người ai cũng phải gì? Khởi cái tâm thành kính trước tôn tượng của Ngài nữa thì mới như vậy mới thành công. Cho nên có công đức hay là phúc đức, nếu như mà chỉ cúng dường á để cầu nguyện sức khỏe, bình an, giàu có vân vân thì người đó là chỉ cúng dường để cầu phúc đức, thì cái phúc đó là phúc báo gì? Nhân thiên. Phúc đó không chân thật, phúc đó có hưởng, được hưởng, nhưng mà giống như người gì? Người tiền vào ngân hàng và đến tháng là đi lấy lãi mà thôi. Đó gọi là phúc đức. Còn ở đây trồng công đức là sao? Chúng ta nguyện đem cái công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc này, nguyện rằng bất cứ ai đến ngôi chùa này nhìn thấy cái tôn tượng này, đã được đỉnh lễ cái tôn tượng của Ngài, nguyện người đó thì dần dần được tiêu trừ phiền não, tăng trưởng thiện căn, người đó dần dần sẽ được phá mê khai ngộ, người đó dần dần sẽ trở thành một đệ tử tại gia của Phật, dần dần sẽ trở thành đệ tử xuất gia của Phật, dần dần người đó sẽ được chứng gì? Quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhân đến thành Bồ Tát, và người đó gì? Sẽ thành Phật trong những kiếp tương lai để phổ độ chúng sinh. Vậy theo các bạn nghĩ đó là phúc đức hay là công đức chân thật? Công đức chân thật. Cái điều quan trọng của chúng ta hiểu cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm gì? Nếu chúng ta bỏ ra để kinh doanh, để cầu cạnh á, thì đó là phúc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.